Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Nông dân Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Nuôi tôm an toàn thực phẩm tại Thái Bình. Thành phố Nam Định đã có 17 trên 25 phường xã được công nhận xã phường phù hợp với trẻ em. Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên lưu giữ những nếp nhà cổ với tiềm năng phát triển du lịch. Người giữ lửa điệu hát Sọng Cô ở Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người, thời gian qua huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh các giải pháp trong phát triển nông nghiệp. Huyện đã tập trung lãnh đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xuất khẩu có giá trị kinh tế cao, tiếp tục tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay toàn huyện đã xây dựng được 18 mô hình cánh đồng mẫu với gần 570 ha có liên kết tiêu thụ sản phẩm, so với năm 2015 tăng 16 mô hình. Bên cạnh đó, Kim Bảng còn đẩy mạnh việc thực hiện tích tụ ruộng đất nông nghiệp để sản xuất nông sản sạch. Kim Bảng phấn đấu đến năm 2020 có từ 1 đến 2 mô hình sản xuất rau củ quả sạch, trồng lúa chất lượng có liên kết trong tiêu thụ sản phẩm. Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo ngay trên chính đồng đất quê hương đã và đang là hoạt động trọng tâm mang tính nòng cốt của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh. Tại huyện Thuận Thành, phong trào này cũng được khai thác và phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều gia đình hội viên nông dân cũng như người lao động, đưa kinh tế của địa phương ngày càng phát triển. Với gần 20.000 hội viên, 352 trang trại gia trại, thời gian qua, các cấp hội nông dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp giúp đỡ hội viên. Từ việc tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi, đến thực hiện ủy thác cho hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất với dư nợ lên đến gần 80 tỷ đồng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh việc hỗ trợ về giống vốn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hàng năm, Hội nông dân huyện Thuận Thành đã tổ chức phát động phong trào thi đua biểu dương những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn huyện có hơn 45.000 lượt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp trung ương là 29 lượt hộ, cấp tỉnh 328 lượt, cấp huyện 4.500 lượt và cấp cơ sở hơn 40.000 lượt hộ. Nhiều hộ có thu nhập bình quân hàng năm từ vài trăm triệu đồng trở lên. Chỉ tính riêng 352 trang trại gia trại mỗi năm cũng mang lại lợi nhuận về cho nông dân huyện hàng chục tỷ đồng. Nhờ thực hiện tốt chủ trương dồn điền đổi thửa, những năm gần đây nông dân xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã chủ động tích tụ ruộng đất tạo thành những ô thửa lớn, thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng con nuôi, từ đó đã giúp tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân. Đây là diện tích hơn 1 hecta được gia đình ông Khánh tích tụ từ năm 2016 để nâng cao thu nhập. Gia đình ông đã quy hoạch thành từng khu, trong đó dành 1/3 diện tích để làm lán trồng nấm. Diện tích còn lại ông đào ao thả cá, tận dụng diện tích trên bờ, trồng các loại cây ăn quả. Cùng với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi, nên diện tích này mỗi năm đã mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng cho gia đình ông. Nếu mà cái chân ruộng xấu bây giờ làm ruộng kém hiệu quả lắm. Đấy. Được mùa thì mỗi một sào lúa trên một vụ thế này là cũng chỉ được đến 300-400 nghìn trên một sào lúa thôi. Đấy. Thế nhưng mà chuyển đổi sang cây như thế này thì tôi thấy là hiệu quả hơn rất nhiều. Tôi múc lên 2 sào ao, đấy. Vượt lên xung quanh để trồng cây. Thì chủ yếu là tôi trồng táo, trồng ổi và trồng mít thái. Đấy. Thì riêng cây thì năm đầu tiên thì cũng đã đang cho thu nhập, nhưng riêng cái cá là vừa rồi là tôi thu được hơn 4 tạ cá rồi. Không chỉ có gia đình ông Khánh mà hiện nay hàng chục hộ nông dân ở xã Yên Nhân đã chủ động khai thác hiệu quả thế mạnh trong nông nghiệp. Trong đó ngoài diện tích dồn đổi, các hộ còn thuê thêm đất của những hộ không có nhu cầu sử dụng để sản xuất theo hướng tập trung. Vì vậy đến nay toàn xã đã chuyển đổi được hàng chục hecta gieo cấy lúa kém hiệu quả sang các mô hình canh tác mới, nhiều con nuôi cây trồng được đưa vào sản xuất theo hướng chuyên canh như cá, rau các loại, cây ăn quả. Đến nay các cây trồng sinh trưởng phát triển khá tốt, sản phẩm tiêu thụ thuận lợi, nhiều diện tích cho thu nhập trên 200 triệu đồng một hecta, gấp từ 3 đến 4 lần so với trồng lúa.
Đặc biệt, hưởng ứng đề án nông dân nói không với thực phẩm bẩn, hầu hết các hộ nơi đây đang sản xuất theo hướng an toàn để có đầu ra ổn định. Khi tôi về đây là bắt đầu chính sách dồn điền đổi thửa năm 13, tôi cũng đã mạnh dạn nhận đấu thầu khu vực đất chiêm trũng để cải tạo làm ao nuôi cá. Xung quanh bờ ao thì tôi cũng đã có tận dụng trồng được một ít ổi, táo. Thì hiện tại là tôi cũng rất mong muốn là làm với số lượng là quy mô lớn hơn, thì tôi cũng đang cố gắng là tích góp thêm đất để mở rộng sản xuất. Hiệu quả từ thực tế đem lại đã chứng minh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng là hướng đi đúng đắn, giúp các hộ cải thiện cuộc sống cũng như góp phần vào thành công trong xây dựng nông thôn mới của xã Yên Nhân trong những năm vừa qua. Từ những vùng đồi chọc khô cằn sỏi đá những năm trước đây của thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nay đã trở thành những đồi cây xanh tốt quanh năm. Dưới những tán cây đó, có hàng trăm hàng ngàn con gà đã xây dựng thành công thương hiệu gà đồi Chí Linh. Mô hình phát triển kinh tế đồi rừng đã và đang từng ngày tạo diện mạo mới cho thị xã miền núi, ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương. Phát huy địa thế rừng núi và hệ thống sông hồ, thị xã Chí Linh đang tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi thủy sản theo hướng tập trung, kết hợp phát triển mạnh dịch vụ nông nghiệp. Cùng với các loại cây trồng đã trở thành thương hiệu như na dai hoàng tiến, hồng không hạt, chè lạc, hiện nay thị xã còn có gần 5.000 ha vải nhãn, 700 ha na, hơn 1.300 ha rau màu các loại và số lượng gà đồi nuôi thả mỗi năm hơn 3 triệu con. Đó là cơ sở để thị xã Chí Linh xây dựng và triển khai thực hiện đề án phát triển kinh tế vườn đồi. Do chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng phù hợp với nhu cầu thị trường, nên trong 5 năm qua, tốc độ phát triển nông nghiệp của thị xã Chí Linh đạt 8,5%, tăng gần gấp 2 lần so với chỉ tiêu kế hoạch. Thị xã đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, kinh tế phát triển là điều kiện thuận lợi để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và quan tâm phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, thực hiện mục tiêu xây dựng thành công thị xã Chí Linh trở thành thành phố vào năm 2020. Những năm gần đây, nhiều chủ trang trại nuôi lợn gặp khó khăn do biến động của thị trường. Có thời điểm giá lợn xuống thấp, không xuất bán được, chủ nuôi chấp nhận cảnh thua lỗ. Tuy nhiên, trang trại nuôi lợn của hội viên Đặng Văn Cường, chi hội nông dân thôn Điện Biên, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên vẫn cho thu lãi cao. Ông Cường có kinh nghiệm nuôi lợn gần 20 năm. Số lượng lợn nái và lợn thương phẩm trong chuồng luôn đạt trên 300 con. Theo ông Cường chia sẻ, muốn phát triển nghề nuôi lợn lâu dài, nhất thiết phải chú trọng đến chất lượng đàn vật nuôi. Từ con sống đến lợn thịt xuất bán ra thị trường, sản phẩm phải đảm bảo. Do vậy, việc xây dựng chuồng trại khép kín, đáp ứng tốt các điều kiện về nhiệt độ ánh sáng được ông Cường chú trọng. Thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng chất tăng trọng tạo nạc. Đặc biệt, việc theo dõi, phòng và trị bệnh cho đàn vật nuôi, ông Cường tuân thủ nghiêm ngặt. Tạo dựng được uy tín trong nghề nuôi lợn giúp ông Cường thuận lợi trong việc tiêu thụ sản phẩm. Có những thời điểm, trang trại nuôi lợn cho thu lãi trên 300 triệu đồng một năm. Hiện Thái Bình là tỉnh có diện tích nuôi tôm tương đối lớn trong số 11 tỉnh phía Bắc với gần 3.000 ha. Tôm là đối tượng nuôi đột phá bởi có giá trị kinh tế, hướng đầu ra sản phẩm rộng mở. Tuy nhiên, để phát triển bền vững thì yếu tố về nuôi thả an toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc để con tôm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Nuôi tôm muốn đạt năng suất và chất lượng phải đảm bảo phù hợp với mùa vụ sản xuất. Con tôm giống có vai trò quan trọng, nhưng đến nay, trên 90% số lượng tôm giống nuôi thả tại Thái Bình lại nhập từ tỉnh ngoài về, dẫn đến công tác quản lý chất lượng tôm giống còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều vùng nuôi chưa được đầu tư về cơ sở hạ tầng, nhiều cơ sở nuôi nhỏ lẻ, chưa tạo thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung và dù là diện tích nuôi thả lớn, sản lượng cũng tương đối. Năm 2017 là trên 3.000 tấn tôm sú và tôm thẻ chân trắng, nhưng thị trường tôm của Thái Bình vẫn chưa thể mở rộng, chưa có sản phẩm qua chế biến. Muốn con tôm vươn ra thị trường lớn, mang lại giá trị thu nhập cao, cần thiết phải tổ chức lại sản xuất theo vùng quy hoạch liên kết theo chuỗi. Mục tiêu đến năm 2020, sản lượng tôm của Thái Bình là trên 12.000 tấn, giá trị trên 960 tỷ đồng. Trong nỗ lực thực hiện mục tiêu này, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong nuôi thả sẽ là yếu tố bắt buộc để nâng cao giá trị con tôm, nâng cao giá trị thu nhập cho người nuôi. Từ
Từ đầu năm đến nay, ngành y tế tỉnh Hải Dương đã khám và điều trị cho gần 1,1 triệu lượt người bệnh, trong đó có 260.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt hơn 100%. Toàn ngành có 20 bệnh viện triển khai thực hiện hoạt động dịch vụ xã hội hóa với nhiều kỹ thuật cao, phương tiện hiện đại, nhiều bệnh viện đa khoa tuyến huyện, thị xã triển khai kỹ thuật mới và máy móc hiện đại trong khám chữa bệnh như phẫu thuật nội soi, chạy thận nhân tạo, chụp cắt lớp vi tính, hệ thống xét nghiệm đạt quy chuẩn. Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục khai thác các nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và xử lý chất thải y tế, triển khai có hiệu quả đề án bệnh viện vệ tinh và đề án đưa cán bộ y tế có trình độ cao về tuyến dưới để chuyển giao kỹ thuật, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động y tế, triển khai bệnh án điện tử ở một số bệnh viện và tăng cường quản lý hoạt động khám chữa bệnh và chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng thành phố Bắc Ninh không còn thực phẩm bẩn, mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh tổ chức hội thi câu lạc bộ phụ nữ hát quan họ tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội thi thu hút gần 500 hội viên phụ nữ đến từ 19 câu lạc bộ ở các phường xã trên địa bàn thành phố. Mỗi đội phải thực hiện 3 phần thi gồm màn chào hỏi, thi kiến thức và thi năng khiếu. Trong màn chào hỏi, các đội sẽ tự giới thiệu thành viên và một số hoạt động nổi bật của câu lạc bộ cũng như phong trào phụ nữ ở địa phương bằng hình thức hát quan họ. Phần thi kiến thức, đại diện mỗi câu lạc bộ trả lời 10 câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm của ban giám khảo. Ở phần năng khiếu, các đội sẽ dàn dựng biểu diễn một số tiết mục hát, múa, dân ca quan họ Bắc Ninh. Thông qua hội thi là dịp để cán bộ hội viên phụ nữ thành phố giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng, thể hiện vai trò của phụ nữ trong sản xuất, nuôi trồng, chế biến, kinh doanh và sử dụng thực phẩm an toàn, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, dân ca quan họ Bắc Ninh. Nhằm thực hiện hiệu quả đề án 938 của Chính phủ về tuyên truyền giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027, thực hiện tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2018, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nam Định tổ chức chung khảo hội thi tuyên truyền thực hiện tốt an toàn thực phẩm. Tham gia vòng chung khảo có 5 đội của 5 phường Vị Xuyên, Cửa Bắc, Lộc Vượng, Trường Thi, Hạ Long đã trải qua 3 phần thi chào hỏi, thi kiến thức và thi tiểu phẩm tuyên truyền. Hội thi là sự đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở, cho lực lượng tuyên truyền viên trong hệ thống hội, giúp chị em làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến cộng đồng dân cư về luật an toàn thực phẩm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương về an toàn thực phẩm, nâng cao vai trò trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc chấp hành và vận động người thân cùng chấp hành tốt luật an toàn thực phẩm, góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tối đa các sự cố về thực phẩm trên địa bàn thành phố. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh tổ chức lễ phát động tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2018 với chủ đề Gia đình, nguồn nhân lực và trách nhiệm trong phòng chống bạo lực gia đình. Tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình và tập huấn một số nội dung về công tác gia đình. Thành phố Bắc Ninh phát động tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả luật phòng chống bạo lực gia đình, triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về giáo dục đời sống gia đình, về phát triển gia đình, về phòng chống bạo lực gia đình, tổ chức các chiến dịch truyền thông phòng chống bạo lực gia đình, chú trọng nâng cao điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa để xây dựng một xã hội không có bạo lực gia đình, xây dựng nhiều hơn nữa gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc, văn minh. Xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên là một trong những địa phương có nhiều sân chơi cho trẻ em trong dịp hè. Hiện nay, tất cả 9 thôn trong xã đều có sân vận động phục vụ nhu cầu chơi thể thao của thanh thiếu niên.
Điểm bể bơi di động đặt ở xã Phụng Công do Công ty Cổ phần Giáo dục Iris Việt Nam đầu tư và quản lý. Bể bơi có diện tích 200m², làm bằng vải bạt cao cấp, độ sâu từ 80cm đến 1m. Bể bơi có hệ thống lọc nước tuần hoàn xử lý nước hàng ngày nên đảm bảo vệ sinh. Hàng ngày, bể bơi di động thu hút khoảng 200 trẻ em trong huyện Văn Giang đến học bơi. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu bơi lội hàng ngày của thanh thiếu niên, Công ty Cổ phần Giáo dục Iris Việt Nam còn tổ chức các lớp dạy bơi và trang bị kỹ năng xử lý khi gặp những tình huống nguy hiểm dưới nước. Điểm bể bơi di động thuận tiện này giúp cho trẻ em huyện Văn Giang có nơi học bơi an toàn, sạch sẽ để phòng chống tai nạn đuối nước. Thành phố Nam Định có trên 66.000 trẻ em ở 25 phường xã. Qua 6 năm triển khai xây dựng chương trình xã phường phù hợp với trẻ em theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, thành phố Nam Định đã có 17 trên 25 phường xã được công nhận xã phường phù hợp với trẻ em. Với phương châm dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Nam Định thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị và cộng đồng chung tay xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em theo 15 tiêu chí xây dựng xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em, đảm bảo 100% trẻ em được đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định. Hàng năm có từ 97 đến 100% số trẻ đạt yêu cầu các chỉ số cuối độ tuổi. Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Nam Định tiếp tục lồng ghép đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng xã phường thị trấn phù hợp với trẻ em gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên hiện vẫn lưu giữ được 5 ngôi nhà cổ có niên đại hơn 100 năm tuổi. Hầu hết các ngôi nhà đều có kiến trúc năm gian, duy chỉ có nhà cụ Vũ Văn Nhượng là được dựng 3 gian theo kiểu lòng thuyền, chạm trổ nhiều hoa văn đặc sắc với các đề tài như tứ quý, tùng, cúc, trúc, mai, sóng nước tỉ mỉ đến từng chi tiết. Dù có đôi chút khác biệt về kiến trúc, nhưng những ngôi nhà này đều có điểm chung là được dựng bằng gỗ lim, gian chính giữa là nơi để thờ tự và tiếp khách. Bên trong ngôi nhà đều lưu giữ được những vật dụng cổ như sập gụ, tủ chè, đôi câu đối, tấm bình phong, đồng hồ. Bên cạnh đó, xã Dị Chế còn có 2 di tích cấp quốc gia là đền Nghĩa Chế và đền Già thờ vua Ngô Quyền nơi đây lại gần thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ, trung tâm của đồng bằng Bắc Bộ, rất lợi thế cho phát triển du lịch nếu ngành văn hóa thể thao và du lịch gắn kết tour du lịch này. Hơn 30 năm qua, bà Lưu Thị Trinh ở thôn Chín Hạ, xã Bắc An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương vẫn miệt mài bảo tồn làn điệu Soạng Cô, di sản văn hóa phi vật thể được truyền lại từ nhiều đời trước. Với đồng bào sán tửu nơi đây, bà Trinh chính là báu vật làm cho cuộc sống, làm cho làn điệu Soạng được vang mãi. Theo Soạng Cô xoan chim, xoan toài, xoan mỹ. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, bà Lưu Thị Trinh ở thôn Chín Hạ, xã Bắc An khiến nhiều người ngạc nhiên mỗi khi cất lên làn điệu Soạng Cô trầm ấm. Ngày nào bà cũng hát, cái làn điệu Soạng Cô đối với bà như cơm ăn nước uống hàng ngày. Điệu hát Soạng Cô này từ nhỏ thì ngay từ lúc chúng tôi còn bé, chúng tôi đã nằm nôi và đã được nghe ông bà cha mẹ đã ru từ cái nôi ra. Cho nên đến lớn trưởng thành con gái thì chúng tôi đã học hỏi những bài hát của ông bà cha mẹ. Được xem là di sản văn hóa phi vật thể được truyền lại từ nhiều đời trước, điệu Soạng Cô thường được thể hiện trong các dịp mừng lễ hội, mừng xuân mới, đi hát vui giao duyên, đón bạn bè, anh em đến chơi. Xã hội ngày càng phát triển, đời sống ngày càng nâng cao, khiến làn điệu Soạng Cô mai một từng ngày. Cả làng cả xã bây giờ chẳng có trẻ nhỏ nào biết nói tiếng dân tộc, huống chi là biết hát. Giờ đây, chỉ còn những lớp người cao tuổi như bà Trinh còn lưu giữ được hồn cốt của Soạng Cô. Hơn 10 năm nay, bà Trinh đã vận động những người cao tuổi trong làng, trong xã thành lập câu lạc bộ hát Soạng Cô. Hàng tháng hàng quý, câu lạc bộ thường xuyên sinh hoạt. Từ đây, hàng trăm bài hát tưởng như mai một nay đã quay trở lại. Trước kia thì tôi không biết hát Soạng Cô, nhưng mà cũng được bà Trinh bà ấy truyền dạy về để hát Soạng Cô để duy trì cái tiếng hát của dân tộc Sán Diều. Thì là vừa qua thì chúng tôi cũng đã được học được hơn chục năm rồi. Thì bà truyền dạy cho chúng tôi thì cũng hát được rất là nhiều bài hát, như là hát về ca ngợi Đảng, rồi ca ngợi quê hương đất nước. Hát Soạng Cô chủ yếu được truyền miệng nên nhiều bài
nhiều ca từ bị thất lạc. Vì vậy muốn bảo tồn thì phải dạy tiếng rồi mới dạy hát. Những lúc rảnh công việc đồng áng, bà lại dạy cho các cháu nhỏ trong làng. Ngoài việc sưu tầm những làn điệu giọng cô, bà Trinh còn sáng tác nhiều làn điệu với đề tài ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu con người. Hơn 30 năm qua, bà Trinh vẫn miệt mài với công việc bảo tồn làn điệu giọng cô. Dù sức khỏe đã yếu, đôi mắt đã mờ, nhiều người cho rằng bà rảnh việc vì chẳng có một đồng phụ cấp nào. Nhưng bà vẫn làm bởi tình yêu với làn điệu giọng cô. Với đồng bào Sán Diều ở đây, bà Trinh chính là báu vật, là linh hồn sống cho làn điệu giọng cô được vang mãi đến hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.